Hai đứa bắt đầu. Ai cầm vai trong một kẹo đi. Quá mấy cái thật vậy. Không được. Được tao mới giấy mà. Không được. Đây. Nên làm thế nào kìa vậy? Là có sự lạ trong trạng thái của mùa kia rồi. Mùa... Dĩ ơi! Ngồi đấy, ngồi đấy. Em chụp hai đứa dễ thương lắm. Để con nghe. Dĩ ơi, để không? Xếp không? Xếp không? Xếp bằng kia nha. Nhớ lại cái băng rồi đó mà hai người con nghĩ nên không có cái hình hai đứa đi như thế này. Nằm ở trong cái đĩa mô còn nó không thấy. Chân, chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Rồi chúc mừng sinh nhật chị Cưng. Ngày 30 tháng 1 năm 2012. Rồi con có ý nghĩa gì không? Nói đi. Sinh nhật của con. Ngày sinh nhật của con. Rồi. Đó bên ai con? Mẹ đã tổ chức cho con một buổi sinh nhật rất là đẹp. Và con nói bên nói. Và con kiến nói thôi kiến. Và con hứa sẽ học thật giỏi và chăm ngoan để và vâng lời ba mẹ để không phụ lòng ba mẹ.
Rồi, vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay, kêu vỗ tay, kêu vỗ tay. Rồi, mẹ nè. Rồi, về đây. Một hai chúc mừng sinh nhật cái chưa? Một hai ba chúc mừng sinh nhật. Hai tập con công an. Bây giờ là. Rồi rồi rồi. Đây Happy birthday, happy birthday, tu cưng.
xong thứ gì mà đã lăn ra hỏi uống gì chưa? Mới ăn xong no lâu nữa con. To give you an example, this one, because I don't know the words to it, but yeah. Đâu đâu nè, đâu đâu. Có ngoài kia. Đứng đây, đứng đây đứng mặt con thằng. Con ngoài kia. Cầm đi cô kim. Lấy vô. Đây đó.
Đồng thanh này. Anh sĩ xin ra xin kia đang lúc nào sao đó. Đúng lại đó. Thẳng đi. Thẳng đi. Đi đi nào khoan với mình tay nghe sợ chứ. Phi. Cho tôi yêu bằng hình con Phượng chơi mấy bông nặng không? Đúng rồi, mới gặp á. Anh có nặng nhất đây. Anh nặng nhất đây. Nặng ký á. Mỗi lần gặp con Phượng là có nhiều chuyện kể lắm. Bữa đó anh đã gặp Phượng nhiều chuyện. Nhiều chuyện kể lắm à. Đúng rồi, đúng không? Đứng gặp Phượng này để vô phim. Đã, cho phim. Nhìn mẹ cái thế có thôi. Biểu hiện sốt, bào vú, thở nhanh, phải đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế cho trẻ. Người chăm sóc phải rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc trẻ để trẻ không bị lây nhiễm vi khuẩn. Dụng cụ để chăm sóc. Ê. Qua đi mua giày, đi lọc riêng. Ai? Thứ ba, cưới luôn, hai cưới luôn. Nhưng mà cái đứa con người giờ chưa có mang không? Đó. King. Đó, làm lại. King.
quay dần đó, quay dần đó, quay dần đó, quay dần đó. Khi đã yêu là dành tất cả cuộc đời cho em. Bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu tình yêu suốt cả cuộc đời. Chỉ nghe rằng, riêng em thôi.
đi qua đường, đi qua đường. Từ từ nha. Thấy người ạ? Ông này, ông này, ông này. Nhấp. Trời ơi. Thiệt không? Đó xuống này, hai ba đó xuống này. Đó xuống luôn. Này, đó xuống luôn này, té này. Trở về một đợt không kịp bỏng nữa. Không biết ai cô dâu đâu biết nữa. Mấy cô ngày đây cô dâu là ai? Cô dâu đã xong. Đó, mặc kìa. Cô dâu đã xong đó. Đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 18, 18, mấy khâu kìa đi. Cổ rồi. Cổ cắt rồi, cổ bị xúc. Rồi, cổ cắt rồi. Có lại út ở lại đi, hồi Thành lên trở về. Rồi.
Kinh. À. Giờ trưa đó. Em qua. Long giờ sáng này vô chơi. Đó, em bên Nam tụi này vô chơi. Đi về nhà luôn. Đi về nhà mới có cắt đồ để mua. Thì đứa này thôi thì chạy lấy cái kia coi. Bên đó là đi học đó. Đang say goodbye nhà cũ đi. Bye bye. Anh mấy ngỡ tư đến đâu cho chị lô đâu. Ừ. Nè, nè. Qua bên đây nè. Qua bên đây nè, cái bụi thông bên kia kìa. Ừ. Kinh, đợi coi đi. Mà chơi mà mua vé cho chơi.
chị em chị. Yeah.
đầu được thể hiện qua điệu múa Búp Xê Hồng. Âm nhạc nhạc sĩ Tiến Dũng do các cháu với lá trình bày.
Khang này, Nguyễn Khang kìa. Nguyễn Khang kìa. Minh Khang. Cô Tinh đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là ngôi sao nhỏ luôn sưởi ấm cho gia đình. Cảm xúc đó thì bé Hồng Nhung cũng mong muốn thể hiện qua ca khúc Ngôi Sao Nhỏ, nhạc qua lời của nhạc sĩ Lương Bình. Hai cái.